Ủa bữa hôm là anh chị ở phòng trọ chỗ nào? Chứ nó ở phòng trọ bên này, nhưng mà nó mình về đây có mấy năm rồi đó, nhưng mà nó mình về quê nó có việc, bố nó mất, xong cuối cùng mình về quê, Bố xong mất là hả? thì về quê xong bắt đầu được 1 tháng, xong cuối cùng mình vào đây Dạ. thì nó cuối giờ thì họ không lấy, À. thì mình chưa có phòng trọ, Chưa có phòng trọ hả? chưa kiếm được phòng trọ nữa, thì nó có cái bệnh này nó họ không cho vô phòng trọ nữa, thêm À. Không có tiền, không có tiền. Hello Đồng, kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả mọi người nha. Mọi người yêu quý Đồng thì ủng hộ cho Đồng một lượt đăng ký kênh, một lượt like và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À dạ. Đồ rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đây là người vợ đang có em bé. Chị được rồi, chị để anh bê cho, chị đang có bầu đừng có bê. Đi bê bị ảnh hưởng em bé đó. Ngồi đi. Thôi để anh chồng bê cho. Chị cầm mấy cái móc được rồi, đừng có bê đồ nặng. Anh chồng đừng có cho chị bê đồ nặng nha, chị đang có bầu á. Ảnh hưởng em bé đó anh. Hello chào quý cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì Đồng đang đưa gia đình ba người đồng bào dân tộc Mông, quý cô chú anh chị. Hồi nãy ở chùa thì đã tìm được hỗ trợ, tìm được phòng trọ rồi. Sâm Thị Sung, đây. Cầm giấy đi, người nào người đó cầm đi. Dằng A Nhà, Dằng Thị Gia. Đấy, đã tìm được phòng trọ rất là đẹp cho gia đình Nì A Sủng. Đây thưa quý cô chú anh chị, đây là giấy trọ vừa tìm được cho gia đình đồng bào người Mông mà những cái đình nhá quý cô chú anh chị. Thì nó rất là may mắn được chủ trọ đây giúp đỡ và có chỗ ăn chỗ ngủ. Giờ là anh cần là cái gì? Nói em mua tìm cho. Là một cái nồi cơm điện đúng không? Cái nồi cơm điện. Thứ hai là bếp quạt. Và là cái bếp ga. Bếp ga mini ha. Cái nào thì nó là ăn được. Có cái nghề trồng ra luôn. À, không có ra ngoài nha. Nghe lời nói thiệt á, anh đừng có ra ngoài. Tại vì ngoài đúng rồi, cũng đảm bảo an toàn cho gia đình mình, với là đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. Cái bé này sợ bắt đi hay gì á. Đấy, chỗ ở mới của gia đình anh tên gì? Nhà anh là Nhà. Em này là em Sung hả? Sung là trong kia hả? Em này là em Gia. Bây giờ em thấy chỗ ở này cũng quá ok rồi anh. Ok. Tốt không? Được không bé? Chỗ ở này được không? Được hả? Được mà hả? Được. Sao làm chia nè? Vô qua thầy bảo là nó được biết.
rác mình xài anh. Được không? Trên nó sạch không? Sạch không? Ủa chị có bầu mấy tháng rồi? 7 tháng hả? Đã đi khám có bầu vậy đó, đi khám thai lần nào chưa? Chưa. Sao không đi? Mà chắc là có ở quê là có, ở đây là 13 tháng, 4 tháng là họ có nặng. À dạ, ở quê có đi khám chưa? Chưa, 7 tháng chưa đi khám thai lần nào luôn. Rồi sao biết bé phát triển sao? Chưa đi siêu âm không biết. Chưa đi khám thai lần nào luôn? Chưa. Trời ơi, sinh năm 83 là năm nay nhiêu tuổi đó? Năm nay là 38 rồi đó. 38 hả? Ờ, 38 tuổi rồi. Mà có em bé 7 tháng rồi chưa đi siêu âm lần nào, chưa đi khám thai lần nào luôn. Đấy, chỗ ở mới này, đẹp cực kỳ. Được không chị? Chỗ này được không? Hả? Được không? Đẹp không? Ok. Ok hả? Đấy, thưa quý cô chú anh chị ha, đây là chỗ ở mới của gia đình. Thì cũng rất là vui khi được hỗ trợ được gia đình có chỗ ở che mưa che nắng. Thì bây giờ Đồng sẽ đi tìm mua hỗ trợ cho gia đình là như anh nhà mong muốn, đó là một cái nồi cơm điện, đúng anh? Một cái quạt và một cái bếp ga mini là ok đúng anh? Đúng không bé Gia? Vậy là được đầy đủ ha. Đấy, giấy trọ rất là sạch sẽ luôn. Rồi, đóng cửa lại đi. Cô xài rác gì thì mình bỏ đó trong đó ha. Dồn dồn nhiều, khi nào mình thấy không còn chỗ để nữa thì anh mang khẩu trang kín vô, rồi anh đi ra ngoài anh dục nha. Anh có điện thoại không? Lấy số em đi, có gì thiếu cái gì điện đi, em mang tới cho. Sao? Nói đi. Em lấy anh có thuốc lá, không có tiền. Em có tiền. Anh hút thuốc gì? Thuốc gì cũng được. À dạ, để em mua cho anh một cây thuốc lá thanh long nha. Là không được ra khỏi phòng nha. Nha. Là một cây thuốc lá. Rồi cần cái gì nữa? Thế thôi. Nồi cơm điện nó cần không? Hả? Nồi cơm điện. Có gì? Hả? Có gì? Rồi là cái quạt. Với cái bếp ga. Bếp ga mini. Vậy là ok ha. Gạo thì em thấy rất là nhiều, cá hộp cũng rất là nhiều này. Gạo này. Tháng là gì mà hết cái này? Không có hết đâu. 2 tháng lên. Không, 2 tháng này chắc là hết gạo. Ăn đến khi nào chị sung sinh em bé luôn á. Dạ. Giờ sau ví dụ như răng con bé luôn á. Anh có điều kiện về quê thì mình có muốn về quê không? Hay là muốn ở trong này? Muốn về quê có việc làm thì mới ở trong này thôi. Ý là mùa dịch này không về quê sinh là hôm sau không có chút sinh đâu này. Bệnh viện nó đâu có nhận sinh nữa. Về quê đi cấy đi cày, về quê chăn bò chăn trâu. Rồi mà bé Gia đi uống cà phê không? Đi. Chồng có ghen không? Chồng có ghen không? Chồng biết chồng có đánh này cho có đánh không? Đánh hả? Có đâu, có thì chồng nó đi đâu. Hả? Chồng biết chồng có đánh không? Ừ. Vậy tối chờ đi uống cà phê nha. Chồng nó bảo là sợ là cũng có hay. Yêu đâu có hay có yêu này không có. Vậy hả? Có cái ai thích thôi. Vậy hả? Vậy tối anh chờ bé đi uống cà phê nha. Đi không? Hả? Sợ con ta đi thôi. Đi không? Bé đi không? Đi hả? Đi bắt luôn sao? Bắt luôn làm vợ. Bắt làm vợ luôn được không? Được hả? Ô sướng chứ hả ta? Đúng rồi. Ôi, thoải mái hả?
anh ạ. Nếu mà bác bé này làm vợ là gọi anh nhà là bằng cha hả? Bằng cha đấy. Cha vợ hả? Bằng cha mẹ. Gọi đơn bằng mẹ hả? Cha mẹ. Thôi nghỉ ngơi đi, em đi lấy đồ mang lại cho anh nha. Dạ.